Tất cả anh em, hôm trước là mình có cùng thí nghiệm dung dịch và bạc, nhưng mà thí nghiệm này nó không được thành công cho lắm nên nay mình sẽ quyết định thực hiện lại thí nghiệm đấy. Hôm trước là nó chỉ xịt ra thôi chứ không, nó không nổ. Lần này mình sẽ quyết tâm làm cho nó nổ. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị nước và bạc và mình đã vẽ một vòng đây và tí nữa chúng ta sẽ xem nó như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ cho bạc vào để nổ. Mình sẽ cho hết vào đây. Ok. Rồi, bây giờ để lắp lại và sắc thật chặt nhá, lắp thật chặt. Ok, sắc đều. Ok. Rồi, cho xem chuyện gì xảy ra nhá. Để chắc kiểu gì nó cả đổ, để nghiêng cho nó đấy. Rồi, ok. Hey, đây là view quanh khu vực mình đang làm thí nghiệm. Đây là rừng vẹt. Mình đang làm ở rừng vẹt quê mình sống, rất là đẹp. Đây là thằng đệ. Đây, bây giờ mình sẽ quay lại với thí nghiệm nhé. Đây, đấy, nó đầu phình to lên đấy. Ôi. Wow. Wow. Đu giật vì đây, giờ chúng ta sẽ lại quan sát hiện trường. Nổ bánh hết rồi. Nổ bánh hết rồi. Đây mình đây là cái vải vàng mà mình đã khoanh từ trước. Nổ bánh xác. Đây, chì. Nóng không? Rất là nóng. Đây. Đây còn cái lọ vải bản nắc đây. Đây. Đây, lọ mình. Đây nhá, thí nghiệm đã thành công mì mạn đây nhá. Đây. Anh em thấy hay thì đăng ký để theo dõi những video phá hủy tiếp theo của mình nhá. Mình sẽ làm rất nhiều video về liên quan đến nổ. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Rồi, chào anh em nhá. Đây, chào tạm biệt. Mình sẽ thực hiện những video tiếp theo. Ok.